Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni quan lâm chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, tiếp tục cho buổi hội thảo hôm nay là chủ đề cách sử dụng vấn đề sử dụng pháp khí khi hộ niệm và câu trả lời hôm nay cũng là câu cuối cùng của chủ đề là được dùng khánh nhưng chỉ dùng ban ngày, không được dùng ban đêm. Và câu trả lời này đúng hay sai, và đúng như thế nào, sai như thế nào, chúng con cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho đại chúng được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng hay sai chưa vậy? Sai. Sai. Như vậy rõ ràng là từ trước tới sau chúng ta không nhấn mạnh vào cái pháp khí, mà chúng ta luôn luôn nhấn mạnh vào cái tinh thần của người hộ niệm, cái tinh thần của người được hộ niệm. Nếu người nào thành tâm chí thiết nương theo pháp hộ niệm này, cơ hội vãng sanh của chư vị hình như sáng sủa vô cùng. Nếu mà chúng ta không chú ý vào cái tinh thần, có nghĩa là khi gặp pháp hộ niệm rồi, có nhiều người chê pháp hộ niệm sao dễ quá. Một khi chê pháp hộ niệm dễ quá, có nghĩa là chê con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thôi ta cứ ở đây tiếp tục mà hướng lấy ách nạn trong tam độ khổ nạn. Đời này khi luôn qua rồi, không dễ gì lấy lại được thân người. Cho nên mong chư vị phải nhớ, pháp khí không phải là cái điều mà chúng ta nhấn mạnh, nhưng mà nhắc nhớ với chư vị chỉ một lòng thành tâm khiêm cung từ ái. Nếu người nào vẫn thấy rằng là ta niệm Phật 20-30 năm mà phàm phu vẫn không thoát khỏi phàm phu, rõ ràng mình thấy mê muội vẫn còn mê muội. Nếu cứ thấy rõ rệt như vậy thì nhất định hình như với pháp hộ niệm này lại trực tiếp cứu những người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được chưa vậy? Giống như trước khi mà nói cái này cho ông nghe tới bà Bùi Thị Xoan, là Nguyễn Thị Xoan gì đó, do ông quên rồi. Do ông mới thấy mà thương hại cho cái bà đó. Một bà cụ già trên 80 tuổi, khi đi vãng sanh thì cũng trên 90 tuổi, mà léo đéo đi hộ niệm suốt mười mấy năm trời. Ngày ngày đi bán bánh ú, tối về đi hộ niệm. Mà có đêm cụ này ngồi suốt đêm, từ đầu đêm cho đến cuối đêm hộ niệm. Rõ ràng cụ này là một người già, gặp ai cũng nói chú ơi chú phải hộ niệm cho tôi nhé. Gặp ai cũng tới cầm tay lúc đắc này, chú ơi chú tới hộ niệm cho tôi nhé. Cô ơi cô tới hộ niệm cho tôi nhé. Tôi có những gì sơ cô nhắc nhớ cho tôi nhé. Chư vị ơi, khi mà nghe bà cụ nói những lời này, cảm động vô cùng. Dâm đã từng gặp những người mà người con dẫn tới nói lời tới khai thị giùm bà cụ. Nhưng chính bà cụ đã khai thị nhắc nhớ cho mình. Vì sao bà cụ gặp người nào cũng chấp tay, thầy ơi thầy tới hộ niệm cho con còn dở lắm. Chư vị ơi, chỉ một chút này thôi mà làm cho chúng ta hy vọng tràn trề rằng người này không còn là một người bình thường nữa, mà sẽ là một vị Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương mà không ai. Người nào thành tâm tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài Ngẫu Ích nói rằng người đó đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Hòa Thượng Tịnh Không Thường nhắc lại, người nào quyết lòng chí kính niệm Phật mà tha thiết nguyện vãng sanh là người đó đã phát vô thượng Bồ Đề tâm, chứ không còn là lớn là nhỏ, là tròn là méo, là ngay là thẳng nữa, mà vô thượng Bồ Đề thì sẽ trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên hôm nay chúng ta gặp pháp
hộ niệm. Nếu chư vị thấy rằng pháp hộ niệm này quá ư là tối thắng vi diệu, đã từng đưa những người phàm phu trở về Tây Phương thành Phật, mà ta không bám chặt vào đây mà còn nghĩ rằng tại sao pháp này lại đơn giản, tại sao có những đạo lý vi diệu mà ta không học chứ học chứ pháp này, thì rõ ràng chư vị ơi, hình như chư vị có phát một cái tâm khai mở trí huệ, làm thiện làm lành, tu phước tu đức gì đó, chứ chưa phát được cái tâm vô thượng bồ đề. Những cái tâm kia vô cùng tốt, nhưng mà tốt trong đường sanh sanh tử tử, đời sau có trở lại làm người hướng đại phước báo cũng là trong tử tử sanh sanh. Quán đang chập trùng vẫn đang chờ phía trước. Chỉ có người nào thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, làm chết được trong lúc xả bỏ báo thân, mới là người phát tâm vô thượng bồ đề. Vậy thì ta là phàm phu tu hành hôm nay, đừng nghĩ rằng đến lúc mình buông cái thân xác này chuẩn bị đi qua thế giới khác, mình niệm cũng leo léo như bây giờ, mình niệm cũng ngon lành như bây giờ, mình cũng chấp tay lại bây giờ, không đâu chư vị ơi. Hãy nhớ cho phàm phu chưa ai đã trải nghiệm qua cộng tử nghiệp, thành ra mới sơ ý bất cẩn điều này. Chứ đã hiểu rồi thì phải nghe lời Phật dạy, phải nghe lời tổ sư dạy đi, nhất định phải làm chết được trước khi xả bỏ báo thân. Hàng vạn người mình đã thấy qua khi xả bỏ báo thân mê mê mờ mờ, thân xác sụi lơ, đầu óc mịt mịt mù mù, hoang mang vô định, thì ta coi chừng còn nặng hơn hơn nọ, hơn những người đó nữa. Vậy thì nhờ cái pháp hộ niệm này mà gửi cho chúng ta những cái điểm thực sự mình sẽ gặp đấy, để mình vượt qua mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu cho chư vị ai ai cũng bám chặt theo đại chúng và nương nhờ đại chúng hỗ trợ cho mình, mình đi về Tây Phương Cực Lạc xong rồi, lúc đó làm cái chi cũng tự tại an nhiên, chủ động đi cứu độ chúng sanh, chứ không còn là phàm phu nữa nhé chư vị. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão.